đây mình có chuẩn bị sẵn một số hoa 10 giờ để mình nhân giống nè. Thì loại hoa 10 giờ này là mình nghe nói tới 15 màu lận. Mà hiện tại ở đây thì mình chỉ có 9 màu thôi. Thì trước đây mình trồng ở trong mái hiên nhà nè, mình trồng lộn xộn đủ màu hết. Đây đủ đủ màu luôn ha, trắng, cam, đỏ, hồng gì không hết. Giờ mình sẽ lựa ra mỗi cái một màu thôi. Ở đây là này mình trồng được 1,5 tháng rồi nè, nay ra hoa quá trời luôn. Giờ mình sẽ nhân giống thêm để trồng thêm nữa. Thì mình đợi cho hoa nó nở đó, mình mới biết là cái màu nào để mà mình lựa ra. Thì ở đây hiện tại mình có 9 màu. Cái này là cái màu vàng cam cam. Tiếp đến là cái này là màu trắng. Đây là màu hồng trắng, màu hồng xen xen trắng. Đó là màu hồng trắng đậm, còn cái này là màu hồng trắng lợt. Và đây là màu vàng. Rồi đây là màu vàng đậm hơn. Còn đây là màu hồng lợt á. Còn đây là màu hồng đậm. Đây thì mình chuẩn bị chín màu đó, mình chuẩn bị sẵn chín chậu như thế này nè. Và mỗi chậu thì mình bỏ vô một màu để mình trồng cho khỏi bị lộn ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình trồng thôi các bạn nha. Hoa 10 giờ đó, nó rất là dễ trồng luôn ha. Đó một cây như nè. Các bạn có thể ngắt ra làm hai. Đó, nó khoảng một gọn vậy thôi. Không sao hết. Mình trồng vài hôm thì nó sẽ bắt rễ và tỉa ra những nhánh như thế này ha. Rồi những bông nở á, mình có thể ngắt bỏ. Hoặc mình để nguyên gì cũng được. Đó, cái này mình ngắt ra từng khúc như vậy ha. Cái này mình ngắt ra làm hai gì luôn đi. Đó, ngắn ngắn như vậy nè. Rồi cái này cái bông nó nở rồi nè, mình ngắt bỏ luôn ha. Mình ghim thưa thưa thôi các bạn. Mai mốt nó sẽ ra rất là nhiều. Mình ngắt bỏ bớt những cái lá dưới gốc nha. Cái này nó có rễ sẵn à, mình ghim xuống luôn. Như vậy thì mình đã làm được một chậu rồi nè. Rất là dễ dàng luôn nha. Xong 9 chậu hoa 10 giờ rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để ở trong mát, trong bóng râm mát khoảng 3 ngày thì mình mới đưa ra nắng nha các bạn. Cách nhân giống hoa 10 giờ bằng cành như thế rất là đơn giản luôn ha. Các bạn cứ nhân giống ra, lấy cành mình ghim ra để cho mình có được nhiều chậu hoa 10 giờ hơn. Như vậy thì khoảng 3 ngày bắt đầu nó
bán rễ các bạn, cái bắt đầu mình để ra ngoài nắng, đào hoa nó phát triển rất là nhanh luôn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký, like, comment, chia sẻ. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.